Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Thông tin trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Chelsea có thể sẽ không mua Ronaldo. Ten Hag muốn có De Jong ngay tháng 1. Mùa hè cú sốc từ nhà có laser dành cho MU và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Nhất, Chelsea có thể sẽ không mua Ronaldo. Trong bối cảnh tương lai của Ronaldo tại MU đang vô cùng mờ mịt, Chelsea giống như một bến đỗ phù hợp nhất cho siêu sao người bù ở thời điểm này. Tuy nhiên hiện tại The lại bất ngờ chuyển hướng sang Rafael Leao của AC Milan và thương vụ này có thể khiến đội chủ sân Sam cân nhắc lại về việc chiêu mộ Ronaldo. Ten Hag muốn có De Jong ngay tháng 1 Mặc dù tốn cả mùa hè để rồi thất bại với thương vụ De Jong, nhưng MU vẫn chưa từ bỏ cầu thủ người Hà Lan này. Theo tờ Manchester Evening News, một mức giá tương tự, thị trường chuyển nhượng hè vừa qua sẽ tiếp tục được quỷ đỏ gửi cho bác gia để đổi lấy sự phục vụ của đề giao ngay phiên chợ đông này. Cú sốc từ nhà có la dành cho MU. Mùa hè năm nay, đội hình MU có nhiều sự thay đổi khi Erik Ten Hag tiếp quản đội bóng. Nhà cầm quân người Hà Lan được ban lãnh đạo quỷ đỏ cấp hơn 200 triệu bảng để mua sắm rầm rộ. Họ chi hơn 200 triệu bảng để bổ sung thêm 6 tân binh. Có cảm giác nhà Glazer laser không ngần ngại đầu tư mạnh tay cho MU, tuy nhiên câu chuyện đằng sau lại là điều khác biệt. Chủ sở hữu của MU chỉ chi 94 triệu bảng để nâng cấp cơ sở hạ tầng của câu lạc bộ trong thập kỷ qua. Theo nhà phân tích tài chính Kiran Maguay, điều này là nguyên nhân khiến Ronaldo không hài lòng với cơ sở vật chất tại Old Trafford. Đã hơn một lần, có thông tin cho rằng Ronaldo khiếu nại với giới chức MU về tình trạng cơ sở vật chất của đội xuống cấp. Sau đó MU tiến hành sửa chữa những chi tiết nhỏ bao gồm cả việc lắp lại gạch cho hồ bơi ở Carrington. Tuy nhiên con số này quá thấp so với các câu lạc bộ khác ở ngoại hạng. Maguire chia sẻ với Football Insider, MU đã chi 94 triệu bảng kể từ đầu mùa giải 2010-2011 cho chi phí cơ sở hạ tầng. Tottenham chi 1,5 tỷ bảng, Man City 379 triệu bảng, Liverpool hơn 250 triệu bảng trong cùng khoảng thời gian. Người hâm mộ sẽ bị sốc khi câu lạc bộ của họ chỉ ít hơn cả Brighton, Leicester và Brentford. MU quyết theo đuổi thần đồng của Brazil. Trang Casio Mekato đưa tin, MU đặt mục tiêu phải chiêu mộ bằng được Joao Gomez, cầu thủ được mệnh danh là thần đồng mới của bóng đá Brazil, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Flamengo. Joao Gomez chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự được MU coi là nhân tố phù hợp để làm mới tuyến giữa của đội bóng hồi tháng 5 2022, MU từng sẵn sàng trả khoảng 30 triệu bảng để mang Gomez về sân Old Trafford, song chưa nhận được sự đồng thuận từ phía đội bóng Brazil. Mức giá Flamengo đòi hỏi rơi vào khoảng 50 triệu bảng, nhiều khả năng MU sẽ trở lại với Gomez ở phiên chợ đông. Sau... Ten Hag sẽ làm gì trong giai đoạn 2 của cuộc cải tổ? MU đã chờ mộ 6 cầu thủ trong mùa hè 2022. Dù sao, Eric Ten Hag vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong giai đoạn 2 của cuộc cải tổ 234,1 triệu bảng đã được đầu tư cho Erik Ten Hag trong mùa hè 2022, nhưng rõ ràng đội chủ sân Old Trafford chưa thể hoàn thiện. Mùa giải tới trung tâm hàng thủ MU sẽ gọn gàng hơn khi Phi Jones sẽ được giải phóng hợp đồng, Toan JB và Bali cũng phải ra đi. Như vậy Ten Hag sẽ có bốn trung vệ nòng cốt, chất lượng gồm Varane, Martinez, Maguire và Ligt. Tình hình thủ môn luôn thay đổi như thời tiết tại Old Trafford. Ten Hag có bốn thủ môn từng đóng vai trò số 1 tại ngoại hạng Anh vào 3 năm trước và mùa hè tới không chắc ai trong số họ sẽ ở lại câu lạc bộ. Hợp đồng của hai thủ môn dự bị Tom Hilton và Martin Dubraka kéo dài đến mùa hè với các lựa chọn gia hạn. đề ga đang được thử nghiệm để thích nghi với cách tiếp cận của Ten Hag, nhưng kỹ năng của Dean Henderson dường như phù hợp với vị chiến lược gia người Hà Lan hơn. Với những hạn chế của De ga, Quỷ đỏ sẽ phải tìm kiếm một thủ môn tiềm năng dài hạn. Rất có thể Ten Hag sẽ phải siêu mộ thêm hậu vệ phải. MU đã không thể bán đi One người không được lòng Ten Hag và sẽ làm điều đó trong kỳ chuyển nhượng tới. Tài năng trẻ Ethan Led đã có khởi đầu thuận lợi tại QPA, nhưng khả năng anh trở lại Oxford vẫn là dấu hỏi. Ở cánh đối diện, Alex Telles được cho mượn tại Sevilla. Tương lai của lúc sau cũng không chắc chắn khi anh bị Tidio Malaysia vượt mặt. Ở đội trẻ, Avaro Fernandez đầy tiềm năng và có thể có cơ hội. Hàng tiền vệ MU cũng cần bổ sung khi Ten Hag sẽ có 3 cầu thủ trên 30 tuổi vào mùa giải tới. Quan trọng nhất ông cần một tiền vệ kiến thiết lối chơi mới bởi đang quá phụ thuộc vào Eriksen. Ở đội trẻ, Zidane Iba và Jacqueline Sagi luôn sẵn sàng mỗi khi được trao cơ hội. Ronaldo nhiều khả năng sẽ ra đi và để lại khoảng trống lớn nơi hàng công, mà U cần một trung phong tưởng thụ sau những gì diễn ra với Matian từ đầu mùa. Dù sao Ten Hag có thể an tâm hoàn toàn ở vị trí tiền đạo cánh, với những Rapport Sancho, Antonio Zoli, Enanga và Ganacho trong đội hình, Ba vấn đề MU cần cải thiện sau loạt trận FIFA đây. Sau khi vòng 8 ngoại hạng Anh kết thúc, giải đấu này sẽ tạm nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA đây. Với MU, họ không ra sân ở hai vòng gần nhất do buộc phải hoãn các màn so tài. Điều ấy cũng đặt ra cho Erik Ten Hag những vấn đề cần phải cải thiện khi trở lại thi đấu vào tháng 10, đó là tính gắn kết trong lối chơi. Nếu chỉ tính tại ngoại hạng Anh, trận đấu gần nhất mà MU ra sân là chiến thắng 3-1 trước Arsenal hôm mùng 4 tháng 9, từ thời điểm đó cho tới khi đụng độ Man City ở vòng chín diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 10, quỷ đỏ không thi đấu thêm bất cứ màn so tài nào. Thậm chí, suốt phần còn lại của tháng 9, đội bóng được dẫn dắt bởi Ten Hag chỉ có thêm một trận đấu tại đấu trường Europa League. Việc không có quá nhiều các cuộc chậm chán cũng sẽ khiến cho lối chơi quỷ đỏ gặp vấn đề. Do vậy, ngay sau khi các cầu thủ trở lại hội quân, vị chiến lược gia người Hà Lan chắc chắn sẽ phải có nhiều chỉ đạo để tạo ra tình gắn kết trong lối chơi. Với việc gặp đội đương kim vô địch bóng đá Anh Man City ngay trong đầu tháng 10, MU cần phải có được sự cân bằng về lối chơi. Chỉ một sơ sẩy hay sai số trong các đường truyền hoặc hệ thống phòng ngự, quỷ đỏ sẽ phải trả giá rất đắt. Sự chênh lệch giữa hai đội hình đá chính và dự bị Một vấn đề nữa với Ten Hag tại MU đó là việc quỷ đỏ đang có sự chênh lệch giữa hai đội hình đá chính và dự bị. Điều này được thể hiện khi đại diện Thành Man thất bại không một chiếc số dây đắt tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League. Vị chiến lược gia người Hà Lan cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị và điều khó khiến cho quỷ đỏ thiếu đi sự đa dạng cũng như tính đột biến trong lối chơi. Hệ thống phòng ngự của MU gặp không ít khó khăn dù cho sức tấn công mà đại diện Tây Ban Nha không phải là quá mạnh. Trong bối cảnh sẽ phải thi đấu tới 9 trận chỉ trong một tháng, khoảng hơn 3 ngày trên trận, việc xây tua đội hình là điều chắc chắn phải xảy ra. Khi đó nếu không có được sự đồng đều giữa các vị trí, thành tích của Quỷ Đỏ hẳn sẽ bị ảnh hưởng từ cả đấu trường quốc nội tới sân chơi châu lục. Vì thế cải thiện và nâng tầm các cầu thủ dự bị như Elanga, do so, Maguire, Saka sẽ là vấn đề đặt ra cho Erik ten Hag sau khi dịp FIFA Day kết thúc. Đây là yêu cầu bắt buộc bởi rõ ràng MU không thể sử dụng chỉ một đội hình trong các trận đấu. Bản thân những ngôi sao như Ronaldo, Casemiro cũng cần hòa nhập tốt hơn với đội bóng thay vì sự chậm chạp như quãng thời gian vừa qua. Thi đấu tới 9 trận trong 28 ngày là thách thức thực sự với mọi cầu thủ. Quỷ đỏ cần phải luôn sẵn sàng cho sự thay thế ở bất cứ vị trí nào nếu không may các trụ cột gặp vấn đề về thể lực. Khả năng vực dậy sau khi bị dẫn trước MU đã thi đấu 8 trận kể từ đầu mùa giải, ở đó họ thắng 5 và thua 3. Đáng chú ý trong cả ba thất bại mà đội bóng Thanh Man phải nhận họ đều là câu lạc bộ dẫn trước xong không thể vực dậy để ngược dòng. Đây cũng là vấn đề với quỷ đỏ bởi đẳng cấp cũng như là tâm thế đội bóng lớn cùng dàn sao trong đội hình, họ thừa khả năng để làm được điều đó. Nên nhớ các đối thủ mở ui chạm chán đều không quá mạnh như Brighton, Brentford hay Son xong họ không thể ngược dòng. Thử hỏi phía trước thầy trò Eric Ten Hag ngay trong tháng 10 sẽ là Man City, Tottenham, Chelsea, các câu lạc bộ mạnh hơn hẳn những đối thủ kể trên và nếu tiếp tục bị dẫn trước, liệu MU có thể trở lại để đánh bại được những đội bóng ấy hay không? Muốn cạnh tranh ở một vị trí cao tại ngoại hạng Anh hay là tiến xa hơn ở các giải đấu cúp, đoàn quân của Eric Ten Hag cần có bản lĩnh, quyết tâm và đẳng cấp để tạo nên những màn ngược dòng. Đây là điều họ chưa làm được từ đầu mùa, vì thế cần phải cải thiện nhanh chóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!